Chiều tối và đêm nay, một khối không khí lạnh mới sẽ tràn xuống miền Bắc. Từ đêm nay, trời chuyển rét nhưng sẽ không rét đậm như tuần trước. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Khu vực vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Dự báo trời sẽ rét đến hết tuần. Từ thứ Năm, trời có thêm mưa nhỏ rải rác. Vâng, trời chuyển lạnh thì chúng ta sẽ phải tiếp tục đề phòng và có những cái biện pháp để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên cũng phải nhìn lại là thời tiết những ngày này thì thay đổi rất là nhanh ngay chiều qua thôi. Khi mà nắng lên thì tôi để ý là nhiệt độ Hà Nội ngoài trời khoảng độ tầm 30 độ, tức là cảm giác đã ấm hẳn lên rồi. Vậy thì không biết là mức nhiệt trong ngày hôm nay sẽ như thế nào trước khi mà có không khí lạnh về đây chị Thu Hiền? Vâng ạ, nhiệt độ ngày hôm nay thì sẽ không cao bằng so với ngày hôm qua, tuy nhiên là vẫn ở ngưỡng ấm áp. Với mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng là từ 25 cho đến 28 độ C. Phía Tây nắng mạnh cho nên là nhiệt độ cũng cao hơn hẳn. Tại Điện Biên Phủ, Sơn La sẽ là 33 đến 35 độ C. Trung Bộ chiều nay sẽ xuất hiện các điểm nắng nóng tại Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Hội An, Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ C. Các thành phố khác gồm Thanh Hóa, Vinh, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết sẽ trong khoảng là 28 cho đến 32 độ C. Tây Nguyên hôm nay cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ tại Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa 35 độ C. Các thành phố Kon Tum, Pleiku cũng nóng 33-34 độ C. Nam Bộ hôm nay dự báo nắng nóng vẫn bao trùm khắp khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long của miền Tây với nhiệt độ cao là 35 cho đến 37 độ C. Và như vậy có thể thấy là cả nước trong ngày hôm nay sẽ đều là nắng. Riêng khu vực Nam Bộ thì quý vị vẫn lưu ý là trời sẽ tiếp tục có nắng nóng.